Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio xuất cho hai bác khách là hai đôi tép mặt 10 phân. Mặt của nó sẽ 10 phân các bác nhé. Con này thì 10 phân hơi lon một chút, còn con này mới đủ 10 phân này. Và hôm nay thì em có hai cái cấu hình tép cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc tham khảo. Ở đây là một đôi tép Casun QA2101F tép Casun. Nó sẽ được đựng ở trong một cái chiếc hộp xốp như này. Đây là một dòng tép này là sẽ có cái tiếng tép nó dịu. Có thể thay vào các cấu hình loa bãi. Con này là màng lụa các bác nhé, màng lụa. Còn con này là tép mặt phay nhôm. Tiếng ra sẽ chóe hơn và khỏe hơn. Đấy, cùng là như này thôi nhưng tiếng nó sẽ khỏe hơn. Vì con này mặt phay nhôm mà cả con này màng titan nó ra tiếng đanh hơn. Nắp một bát một chung một tép. Tép này có mã là Tao Binh. Các bác có thể chế các cái bộ tép Tao Binh này để ở ngoài chơi và thay vào các cấu hình hai bát một chung một tép, một bát một chung một tép. Và hộp bì ngoài của con này cũng là Tao Binh, thì là tên công ty và hàng chính hãng. Và đây là một dòng tép cao cấp. Đối với dòng tép Casun này thì sẽ là 500.000 một đôi, sẽ được bao ship. Còn tép mặt phay nhôm Tao Binh lên là 450.000 một đôi bao ship các bác nhé. Con này màng lụa này các bác lưu ý nhá, hai con này đều là tép mặt, con này mặt nhựa, con này mặt nhôm, nhưng con này là cao cấp và con này là mặt màng lụa. Với chất tiếng ra thì con này sẽ dịu tiếng hơn, con này dịu tiếng nhá. Con này sẽ thay vào các cái cấu hình loa bãi này, tiếng của nó rất là dịu và hay. Đấy, mình nghe nhỏ nhẹ thì mình nghe con này, nghe công suất lớn hơn thì nghe con này, tiếng nó đanh hơn. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio review cho tất cả hai mẫu tép và rất là nhanh gọn. Anh em chốt đơn liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio, Tùng Nguyễn sẽ ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán tiền. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.